theo những dãy núi điệp trùng của dải Trường Sơn hùng vĩ, băng ngang qua nhiều sông suối lớn nhỏ cảnh sắc nên thơ. Tuyến đường mang tên Bác huyền thoại năm xưa đang dần mang diện mạo mới và sẽ đem đến sắc thái mới cho tất cả những nơi tuyến đường đi qua. Thế hệ hôm nay đang từng ngày chỉnh trang, xây dựng mới, mở rộng tuyến đường, mong muốn đảm bảo độ bền vững cao nhất để thể hiện tình cảm, tính yêu sâu sắc với người. Dưới bầu trời miền Trung biếc xanh, dải Trường Sơn giờ đây lại rợp tán cây rừng. Sức sống tự nhiên đã xóa đi vẻ hoang tàn trơ trụi do đạn bom của giặc Mỹ cày xới. Nhưng đường Hồ Chí Minh còn đó là chứng tích của cả một thời oanh liệt phi thường. Mỗi km đường xưa đều in hẳn vết đạn bom, đều ghi dấu những chiến công vang dội của quân dân ta trong cuộc chiến chống lại giặc thù. Chi viện cho chiến trường miền Nam từ giữa năm 1959, công tác mở đường, xây dựng tuyến vận tải quân sự chiến lược được triển khai. Chỉ được hỗ trợ một phần công việc bằng máy móc cơ giới, còn chủ yếu là sức lao động đào đắp đất đá thủ công. Nơi vực sâu, khe núi hiểm trở phải chuyển gỗ bắc cầu. Vượt qua muôn vàn gian khổ, với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, không quản ngại vất vả hy sinh, bộ đội Trường Sơn cùng với thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải đã làm nên kỳ tích. Những con đường trong hệ thống đường Hồ Chí Minh mỗi ngày một nối dài thêm, liên kết với nhau thành mạng vận tải đường bộ để vận chuyển các đơn vị bộ đội cùng một khối lượng lớn cơ sở vật chất kỹ thuật ra chiến trường. Tuyến đường hình thành trong chiến tranh còn vô cùng thô sơ, nhưng khắc phục khó khăn, nhiều đoạn không có cầu, ô tô phải đi ngang qua sông suối. Địch đánh phá ác liệt ban ngày, các đoàn xe hoạt động về đêm. Trung bình mỗi năm, hơn 1 triệu tấn hàng đã được vận chuyển cho các đơn vị chiến đấu. Bên cạnh mạng lưới đường vận tải cơ giới là những tuyến chuyển quân bộ. Các đơn vị phải bí mật luồn rừng, tự mang vác quân nhu yếu phẩm trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh. Tuyến vận tải quân sự đường Hồ Chí Minh có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, nên giặc Mỹ đã tìm mọi cách để đánh phá, ngăn chặn bằng các loại phương tiện vũ khí chiến tranh hiện đại nhất thời bấy giờ. Suốt 16 năm, từ năm 1959 đến 1975, hơn 3 triệu tấn bom đạn hóa chất độc của địch trút xuống, gây tổn thất nghiêm trọng về người và phương tiện vũ khí của quân đội ta. Nhưng bộ đội Trường Sơn và các đơn vị thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải đã kiên cường bám trụ, đảm bảo giao thông vận tải luôn thông suốt. Một tuyến đường bị phá hỏng, lại có vài tuyến mới được mở thêm. Nhiều tuyến đường kín đi qua khe núi, ẩn dưới tán cây rừng, giúp xe có thể chạy được ban ngày mà vẫn không bị địch phát hiện. Với phương châm địch đánh một ta làm 10, hệ thống đường Hồ Chí Minh đã thành mạng lưới đường liên hoàn vững chắc với 5 tuyến trục dọc, 21 tuyến trục ngang, nối Đông Tây Trường Sơn vươn tới các chiến trường. Tổng chiều dài gần 2 vạn km đường ô tô, 1.400 km đường ống dẫn xăng dầu, 3.140 km đường kín cho xe chạy ban ngày. Đường Hồ Chí Minh, nơi hứng chịu đạn bom khốc liệt, cũng là nơi ghi dấu biết bao chiến tích anh hùng. Trước sự tấn công ồ ạt của kẻ thù, lực lượng phòng không trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã kiên cường chống trả. Lưới lửa phòng không suốt 16 năm đã bắn rơi 2.450 máy bay các loại, góp phần bảo vệ thắng lợi công cuộc chi viện chiến lược.
những tuyến đường ngày càng được mở rộng. Cho các mũi tiến công của đại quân ta tiến nhanh giải phóng các thành phố, thị xã và giải phóng Sài Gòn, làm nên đại thắng 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử. Dải Trường Sơn hôm nay vẫn hùng vĩ điệp trùng, những dãy núi ngút ngàn mây phủ. Đây đó lại vang tiếng nổ mìn, nhưng là những tín hiệu vui thông báo tiến trình khởi công mở mang hiện đại hóa tuyến đường. Những người thợ cầu đường lại bước vào thử thách mới. Được trang bị phương tiện đào đắp tiên tiến, điều kiện làm việc thuận lợi hơn rất nhiều so với trước kia. Thử thách hôm nay là chất lượng, đảm bảo đầy đủ các yếu tố, độ bền vững, tiện dụng, tính thẩm mỹ và hiệu quả kinh tế khi thi công. Ngày 3 tháng 2 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 18/2000/QĐ-TTg phê duyệt việc đầu tư xây dựng giai đoạn 1 dự án đường Hồ Chí Minh. Đến nay hàng nghìn km đã hoàn thành. Dự kiến đường Hồ Chí Minh trong tương lai sẽ chạy suốt dọc chiều dài đất nước, từ Bắc Bó, Cao Bằng đến đất mũi Cà Mau, đi qua địa phận 30 tỉnh, thành phố, giao cắt với 45 quốc lộ và gần 100 tỉnh lộ, nối với quốc lộ 1A. Việc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, tạo nên những điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu nội vùng và liên thông hướng ngoại, thiết lập tiền đề vững chắc cho chiến lược phát triển các khu kinh tế. Về tổng thể lâu dài, tuyến đường sẽ góp phần khắc phục hiệu quả những hạn chế của quốc lộ 1A, tạo thế chủ động trong việc phòng chống thiên tai diễn ra hàng năm trên một diện rộng lớn, và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của dải đất phía Tây Tổ quốc, đặc biệt là vùng đất Tây Nguyên giàu tiềm năng. Đường Hồ Chí Minh đồng thời mang ý nghĩa là di tích lịch sử quốc gia, nơi lưu giữ biết bao dấu tích hào hùng. Đây ngã ba Tân Ấp Khe Ve, nối Đông Tây Trường Sơn, điểm khởi đầu đường ống dẫn xăng dầu huyền thoại. Và đây đèo Đá Đẽo, một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ từ 1965 đến 1972. Còn rất nhiều cái tên gắn liền với những chiến công trong suốt cuộc kháng chiến. Đường Hồ Chí Minh, tuyến đường của quá khứ và tương lai. Hết các tuyến đường miền núi, đường Hồ Chí Minh luôn phải đối mặt với nguy cơ đất sụt, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông và ảnh hưởng tới độ bền vững của tuyến đường. Không ít đoạn làm xong bị mái ta luy sạt xuống cả mảng lớn phủ lấp mặt đường. Các số liệu nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải cho thấy ở nước ta, hiện tượng sụt lở đất diễn ra nhiều nhất trên các tuyến đường vùng Tây Bắc và các tuyến đường đi qua dải phía Tây dãy Trường Sơn, giáp Lào, từ địa phận tỉnh Quảng Bình vào đến tận Gia Lai. Những nơi xuất hiện vết lộ đất đá có nguồn gốc từ đá cát kết và bột kết phong hóa mạnh trên ta luy, nếu nằm trong khu vực khí hậu có lượng mưa trung bình năm cao trên 2.000mm, sẽ luôn tiềm tàng nguy cơ sụt lở đất. Đất sụt là một trong những cái hiện tượng phổ biến xảy ra trên các tuyến đường miền núi ở nước ta vào mùa mưa bão. Đây là một hiện tượng thiên nhiên rất là phức tạp. Hàng năm Bộ Giao thông Vận tải đã phải bỏ ra hàng trăm tỷ đồng, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng để mà sửa chữa, khôi phục, nâng cấp và kiên cố hóa hệ thống đường bộ, cầu đường bộ về mùa mưa bão, đảm bảo cái giao thông thông suốt. Về mặt lâu dài, về mặt chiến lược thì để đảm bảo ổn định mái dốc, chống hiện tượng đất sụt thì người ta phải xem xét đến góc độ là thiên nhiên, vấn đề bảo vệ môi trường,
hài hòa giữa cái mục đích sử dụng của con người với cái điều kiện thiên nhiên, với điều kiện địa chất hàng tồn tại từ hàng trăm triệu năm nay. Nhưng về mặt phục vụ sản xuất thì trong quá trình xây dựng tuyến đường thì người ta cũng phải áp dụng ngay các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo sự ổn định cho tuyến đường, đảm bảo cái điều kiện khai thác an toàn và lưu thông cho các loại phương tiện tham gia giao thông. Do ý nghĩa lịch sử, chính trị, kinh tế rất quan trọng của đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu phải có trách nhiệm xây dựng tuyến đường với chất lượng cao nhất, đảm bảo sự bền vững, lâu dài, để thể hiện lòng trung thành với Đảng, sự kính trọng với Bác Hồ. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã tiến hành phân chia giai đoạn, thiết lập tiến độ thực hiện dự án và lựa chọn công nghệ thi công phù hợp, đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí và thời gian thi công. Những công nghệ mới trong lĩnh vực cầu đường áp dụng thành công ở các nước trên thế giới, được đội ngũ cán bộ kỹ thuật của ban quản lý phối hợp với các cơ quan khoa học trong nước nghiên cứu và tìm cách áp dụng trên tuyến đường. Trên những tuyến đường đi qua địa hình vùng núi cao, nguy cơ đất sụt tập trung ở các đoạn đường kề bên vách núi dựng đứng. Quá trình đào vách núi làm đường khó có thể đảm bảo độ nghiêng ta luy thấp, giảm tối thiểu hiện tượng sạt trượt. Vì như vậy, khối lượng đào đắp đất đá vô cùng lớn. Nhưng nếu để độ nghiêng ta luy quá lớn thì đoạn đường sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Đây là bài toán vô cùng nan giải đối với các nhà khoa học, các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công khi phải đảm đương nhiệm vụ làm đường trong những khu vực địa hình núi non hiểm trở. Giải pháp tối ưu là làm những đường hầm bê tông xuyên lòng núi, vừa rút ngắn tối đa quãng đường đi, vừa không còn lo hiện tượng đất đá trượt lở, đổ sập xuống bất ngờ. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, một số nơi đèo dốc hiểm trở đã được thay thế bằng đường hầm xuyên núi như hầm A Đoàn 1, A Đoàn 2. Nhưng thi công hầm xuyên núi vô cùng phức tạp và chi phí lớn, khó có thể áp dụng cho tất cả những đoạn đường qua miền núi cao. Phần lớn đường vẫn phải đi men theo các triển núi dốc đứng. Phòng ngừa tình trạng sạt trượt, nhiều đoạn đường đã được áp dụng giải pháp làm tường chắn bằng đá xây hoặc bê tông đúc. Những bức tường chắn này được dựng lên ở những nơi mái ta luy kém ổn định, có tác dụng ngăn chặn đất đá sạt xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông. Một dạng tường chắn bằng kết cấu đá khác vốn được coi là kết cấu truyền thống, ứng dụng nhiều trong ngành xây dựng, nhất là lĩnh vực cầu đường. Đó là tường chắn dọ đá. Trước kia chủ yếu chỉ sử dụng cho các công trình tạm, kích thước nhỏ, tuổi thọ ngắn. Vì dọ đá có độ bền không cao, chủ yếu dùng làm kết cấu tường trọng lực nên khi xây dựng các công trình lớn cần số lượng dọ rất nhiều. Nhưng những năm gần đây, dọ đá và kết cấu tường chắn dọ đá đã được các hãng trên thế giới nghiên cứu cải tiến lên một bước mới, khắc phục được những nhược điểm của dọ đá cũ, nhất là về mặt tăng tuổi thọ của lưới dọ nhờ tráng kẽm, bọc nhựa PVC và đổi mới kết cấu dọ khi xây dựng tường chắn. Với hệ thống tường chắn Teramesh kết hợp dọ với hệ thống lưới neo trong khối đất đắp sau tường, người thợ có thể dựng lên những tường chắn lớn có độ bền cao đến hàng trăm năm mà giá thành chỉ bằng 70-80% tường chắn bê tông cùng kích thước. Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường đầu tiên của nước ta ứng dụng tường chắn Teramesh trên nhiều đoạn để bao phủ bề mặt mái ta luy, làm tường vách ngăn đất sạt trượt và tường bao nền đường phòng tránh hiện tượng đất sụt, như ở ngã ba Khe Ve, đoạn đèo Lò Xo, đèo Đá Đẽo. Đường Hồ Chí Minh cũng là nơi đầu tiên áp dụng giải pháp công nghệ mới, gia cố ổn định mái ta luy bằng neo OVM do Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải nhận chuyển giao công nghệ từ hãng OVM Trung Quốc để ứng dụng thử nghiệm chống sạt trượt. OVM là một công nghệ mới, mục đích của nó là gia cố mái ta luy dương. Công nghệ này là lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam và áp dụng tại ở điểm này là km 511 640 đến km 511 810. Thì quá trình áp dụng cho đến nay là chúng tôi đã tiếp cận được một phần công nghệ.
Vì là công nghệ mới mà, thì từ thao tác của người công nhân đến cán bộ kỹ thuật đều là mới, cho nên chúng tôi vừa làm vừa học và từng bước hoàn thiện. Gia cố ta luy bằng neo OVM được thi công từ chân lên đỉnh bằng hệ thống giàn giáo. Trên bề mặt mái ta luy đã san bạt, các lỗ cáp neo được khoan khô vào từng vị trí định vị. Thợ kỹ thuật tiến hành lắp cáp neo, bơm vữa để hình thành đoạn neo cố định và kéo căng cáp. Đầu neo sẽ được bịt bằng vữa để đảm bảo mỹ quan. Đây là phương pháp ổn định mái dốc tiên tiến nhất hiện nay chúng ta đang áp dụng. Công nghệ neo OVM có khả năng bảo vệ tốt mái ta luy kém ổn định bằng tổ hợp neo giữ lực kết hợp dầm bê tông cốt thép. Ở những nơi đường đi vòng theo sườn núi đất, vách núi có độ nghiêng lớn, giải pháp xử lý mái ta luy được lựa chọn là đào thêm vào sườn núi, vắt theo độ nghiêng ta luy thành dạng bậc thang nhiều tầng cho đến đỉnh núi. Theo cách này sẽ làm tăng điều kiện cân bằng của khối đất phía bờ mái ta luy, giảm moment trượt. Trên mỗi tầng mái ta luy được gia cố một lớp bê tông tạo thành những con đường nhỏ cho khách tham quan lên tới đỉnh núi, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên. Đồng thời những con đường bê tông này có tác dụng giảm tốc độ dòng chảy xói mạnh theo bờ mái ta luy vào mùa mưa lũ, gom bớt nước vào hệ thống cống dẫn của ta luy xuống thẳng hệ thống cống thoát nước của đường. Tình trạng đất sụt phần lớn diễn ra vào mùa mưa bão. Nước là một trong những nguyên nhân chính tạo ra các rãnh xói phá hủy liên kết toàn khối đất đá. Bởi vậy, thiết kế thi công hệ thống cống dẫn hợp lý sẽ giải quyết tốt vấn đề tiêu thoát nước, ngăn nước ngấm nhiều vào đất, giảm thiểu sụt trượt. Khí hậu nước ta có hai mùa rõ rệt, mùa mưa lũ và mùa khô cạn. Đặc điểm thủy văn có tác động trực tiếp tới công tác thiết kế cầu đường. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, có nhiều đoạn mùa khô hầu như không có nước, mùa lũ nước lại dồn về. Giải pháp lựa chọn cho những khu vực này là xây dựng cầu cạn vào thời điểm mùa khô để đề phòng nước tràn về bất chợt vào mùa mưa lũ. Cầu cạn còn được thiết kế với tác dụng rút ngắn quãng đường, giảm độ cong ở những nơi khe núi hiểm trở. Thì đơn vị chúng tôi làm cái cầu chỗ 409 cạnh 363 này, về đường nó cao quá nhiều, tức là khi mà thiết kế lại là 25 mà giờ, sau đó người ta đã dịch chuyển ra là 60. Thứ hai nữa, về trời nắng, cái vị trí này là trời nắng là không có nước, nhưng mà trời mưa thường mưa nhiều và nước nhiều và hay sạt lở. Phải thi công ở vùng núi cao hiểm trở vô cùng khó khăn về vận chuyển nguyên vật liệu và trang thiết bị thi công, nhưng những đơn vị làm cầu đã cố gắng khắc phục. Cầu cạn được xây dựng bằng các phương pháp thi công tiên tiến, đúc dầm tại chỗ, lao lắp dầm bằng tời, dầm cầu kết cấu thép giữ lực và được đổ bằng bê tông tươi, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật.